tôi cứ phải đi vô chữa điện này, tôi biết chữa không vậy? Dạ. Trời, vậy là đúng là trụ tài trước ngày cưới rồi đó. À. Coi đấu thì đúng rồi. Bình thường thôi. Bên kia. Để số điện nha. Này là làm món gì thôi cô? Gạo rồi à... rồi quay đi ra đâu rồi gì đâu nữa, quay gai quay gì đâu vậy? Ờ, quay không lên quay kìa. Đâu? Chắc nấu rồi đó, cứ vậy mà không phải quay lên em đâu. Coi rồi, coi sao giấu rồi. Ôi trời ơi. Em đợi tiếp đón của chị mà quay có sao đâu. À, đây là chị tên gì? Loan. À, chị Loan hả? Chị Loan hôm nay bao nhiêu tuổi chị Loan? À, chị Loan mà nhà chồng chết đó, coi anh chàng nào. Ok luôn. Xem nè. Ôi sao vậy? Trời gì bất cỡ gì ta. Cỡ, biết nữa. Sao làm cái gì Loan? Trời ơi. Thời buổi 4.0, 5.0, 7.0 hết rồi. Loan làm món gì đây? Dạ em làm bì cuốn. Bì cuốn hả? Với lẩu. Lẩu chua. Với cái gì nữa? À, trâu né. Trâu né. Bữa nay đám cưới chị Ngọc Hà. Em lại đây em phụ chứ không có gì hết. Ngọc Hà. Dạ nè, em bóc rồi coi chưa. Em mang cái đó qua đây nè, em xách đằng bỏ tủ lạnh cái đó đó, cái thịt đó đó. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, tủ lạnh đi. Thấy chị Ngọc Hà bữa nay thấy rồi, có sốt sao quá. Có anh chàng này đẹp, đẹp nghe nhớ bây giờ ngày mai cái cháu chồng mới chết, chết mấy tháng này chết phải đâu rồi. Chị Loan hả? Ừ, Loan nè. Thì không gì Loan. Tôi nói đẹp chứ không có nói chơi. Cái nào nói chơi nói này nói đẹp. À. Rồi, anh chàng nó đẹp, cái vừa nghe chồng chết cũng hơi lâu rồi. Vậy. Không, chồng chết thiệt rồi. Là nhân tin cái đám cưới của chị Hà. Là chị Loan là có bà con anh em gì không? Bà con. Chị Hà, chị Ngọc Hà. À, bà con với chị Ngọc Hà ha. Cô em xắt ngang lại cái vừa miếng gì đó em. Thợ nấu mà, nó gần thợ nấu mà biết mà. Chị của vậy đó là thợ nấu đó, các mấy cậu. À. Nấu đám người ta thường ngày luôn á. Nấu đám thường ngày luôn hả? Là mà chị ruột á. Chị ruột. Chị ruột của em. Chị thứ hai nấu đám ngày. À. Cũng là cũng như là phụ đó. Là chị ruột của chị Loan nấu đám. Nấu đám cứ đám được rồi. Muốn nấu. À, là chị Loan là coi như cũng đi phụ vậy. Ừ. Cái người là đẹp trai nha. Là đẹp trai. Nó chịu đẹp trai chứ. Phải đẹp trai mới được hả chị Loan? Có đâu em, đẹp trai đâu ai thương được rồi được hả? À, ai thương được là được hả, đúng không? Cũng dễ rồi đó. Ví dụ như một người mà giống như anh Tuấn có được không? Ai? Hả? Giống ai? Giống như anh Tuấn này nè. Kiểu kiểu là không địa vị, không nhà cửa, không tiền bạc. Không mà khổ đâu, đẹp trai thì sao? Tìm hiểu đi chứ giờ cũng chưa trả lời được. Không, đang nói là ví dụ như mà có những cái đối tượng như vậy đó. Em hả, cái đó chắc cũng không biết đâu, bị gì chưa có xác định được chị nào có chồng như vậy chưa có. Thôi, bữa ngày hôm nay chị Ngọc Hà cưới rồi thì coi như mình lo trước đi vừa. Ha. Trẻ mà gấp gì. Năm nay chị Loan bao nhiêu tuổi? 48. 48 hả? 48 là trẻ gì nữa. À, 48 thì nói chung là vừa vừa. Nó muốn mấy à, chứ không được 50 đâu. Ừ. 48 làm con gì cha, chăn năm mấy nữa. Gầm coi. Hả? Chứ đẹp, gầm nha. Trời đưa lên gì, cái này là cho đám chị mà đưa lên gì? Chừng nào mà chị biểu em hiểu. Có thấy em xuất hiện ta cười chết. Không ai tụi đi là bạn lên tụi tìm chồng đó, cái đó là cũng không có cái gì mà mắc cỡ nữa. Đó. Cái gì tốt? Như chị Hà này coi như mà em như bữa nay chị nè, ở trên hết trên nước ngoài luôn, ta biết luôn. Đúng còn rồi. Đám cưới mà bình thường nó không có tới nước ngoài đâu, còn chị bữa nay tới nước ngoài nè. Rồi nó vinh hạnh cỡ nào, tuổi này chị mà chị cưới gì đây rồi cỡ nào?
tuy rằng là coi như mấy mâm đơn sơ thôi đúng không, nhưng mà mình cũng vinh hạnh được tất cả mọi người biết đến cái lễ cưới của mình. Là trong nước ngoài nước là vì chị Hà lấy chồng đó, còn nhưng mà đám cưới mà không có mấy chú lưu cấp này không quay nào rồi sao đâu có đưa ngoài người ta biết mình có chồng mà không có chồng đâu. Người ta không biết thì coi như mình là dễ lấy hai ba chồng. Nói là sức phạm nha. Nói chung này ghê thiệt chứ. Cái kiểu này tao không chịu lên lấy thằng để ném. Chị vậy coi như cả thế giới biết coi như mình lấy like lần nữa khó. Đúng rồi. Lên đây nó đây còn mày lặt ba trăm luôn rau muống kìa. Đó. Chưa cắt đít nữa mà. Lấy cái gì cái lên nhát đi. Thì cắt luôn đi. Không ngắt ngay ngắt rồi rửa cũng được. Đang giặt cái giặt luôn nè, đã đem đi chẳng có chơi rồi, để giặt này cho mấy cậu đồ ngồi được coi không ai chỗ ngồi chứ nha. Ghê. Thôi cứ bình tĩnh, lo gì. Giờ cứ làm đồ ăn đi. Vội gì. Quay chỉ có chiều. Bữa nay cập nhật liên tục mà coi như khán giả coi chóng mặt luôn mà. Coi thôi chắc thôi em về đắng quá chị không có đợi quá. Nãy cậu quay cho biết rồi nó quá trời khán giả ta đang coi quá trời đó. Nãy giờ ta điện ta chúc mừng quá trời nè. Chúc phúc quá trời quá đất luôn. Ngày chắc con đi về chết quá cô ạ. Về làm gì? Nó mắc cỡ nghe nó quay quá mắc cỡ. Sao mắc cỡ? Mình như đâu có gì đâu mà phải mắc cỡ. Mình lại mình giữ tiệc với chị mà đúng không? Đúng rồi. Chung vui cho chị. Là quay mình có gì đâu, chuyện nào mà quay mà có chuyện gì là em nó sợ chứ quay này quay của chị mà. Đúng. Ừ. Em là thích chị rồi người ta quan tâm chứ. Rồi chị Hà có bà con họ lợi cấp hết trơn. Con Tuấn này giỏi nè. Giờ điện đóm mà coi nhường tháo ra sửa luôn ngày cưới rồi coi như cũng điện đồ tháo ra sửa luôn tài thiệt. Có không chị có theo dõi không? Anh Tuấn là ở Bình Phước, nhưng mà gốc của anh Tuấn là ở Đồng Tháp. Bình Phước. Kéo nha. Vậy thì coi như chị Hà không thương nữa thôi chứ. Đúng không? Anh tắt nguồn điện chưa anh Tuấn hả? Tắt rồi. Sống hết. Bây giờ sửa điện tối nay mình thử nước nha. Ban ngày sửa điện tối sửa nước. Nó kiếm cái đinh dài hơn. Cái này cái đinh chứ lấy cái ốc về đâu được Tuấn hả? Cái đinh nào? Cái đó nó lùng quá nó không vô nổi. Cái đinh này á, đinh này là anh Tấn mua để đóng giường. Dư. Chuẩn bị đám cưới mà mua hai ký đinh này coi như đóng lại cái giường thì đúng thật à. Chuẩn bị quá sức. Giờ đám cưới giờ đừng ngủ nhặt cây nữa. Đó, cho nên coi như làm cái phòng tân hôn trong đó. Mà lại không mang cái giường sắt vô mà là để cái giặt cây để mua hai cái ký đinh về đóng. Một giờ. Ê à, có ca sĩ đợi rồi nè. Đâu ca sĩ đâu? Có ca sĩ kìa nè, ca sĩ nào đâu vậy? Phượng ca Phượng. Đâu ca sĩ đâu? Giới thiệu ca sĩ rồi. Trời ơi. Hai người này luôn nè. Đi vô giới thiệu ca sĩ gì? Không lo làm gì ta. Kìa đây nè, là Phượng là bạn tôi á. Đi vô. Vô giới thiệu cho ca sĩ của đâu. Cộng đồng người coi như đang ấy. Chứ tôi có đại gia đâu. Đại gia nè. À, ca sĩ hả? Đây là bạn thân của tôi. Là mấy ai cũng biết ca chút đỉnh. À. Rồi. Là vui của tôi nè, là bạn tôi lại đây là chúc mừng. À. Nè. Rồi đó bạn tôi nè.
Dạ. Yeah. Chút nữa tôi cáp cho anh nè, không yeah. Anh tướng anh nhỏ rồi. Nhỏ nhỏ người ta cũng biết nhường nhịn nha chứ rồi. Hai chỗ đi bắt. Là cha nè, cha nó ra cái giọng khủng luôn. Cái gặp ca sĩ kém không? À lần nha. Không biết qua. Vậy là qua liền nữa đó, còn ông đóng ngửa, ông còn xích kem phấn nữa chi, còn còn xích dầu thơm nữa. Thấy bắn cầu kéo là chán rồi. Thấy bắn cầu kéo chán. Bắn cầu kéo người ta mới chịu, còn ông đi mà nhậu không là ta không chịu đâu. Ờ. Ai vậy? Làm kỳ, tôi lo làm kỳ thôi. Trưa rồi, cho anh Tấn có cái gì cho anh nhanh lót dạ kìa. Đó, thấy toát hết mồ hôi rồi sao? Bây giờ nè, em quay đi rồi, cậu ơi đi nè, đi đi xuống dưới này nó trễ á. Đi đâu? Đi mới tóc trời. À. 12 giờ đi mới tóc hả? Đúng rồi, 12 giờ. 12 giờ đi trang điểm rồi. Trang điểm rồi là 1 giờ mình bắt đầu luôn đó, tại là sớm mình lại sớm mà mình quay. Rồi. Quay lâu lắm chứ bộ. Mà giờ đi trang điểm một mình chị đi đi. Không, chị sao chạy xe đi chị quay luôn chứ bộ. Vì giờ bọn em đang còn nhiều việc lắm. Đi đâu? Giờ còn đi đâu nữa? Ờ cái này là chắc nhà cái này là cái bộ phận đi quay. Không, phải đi quay hoài luôn. Phải đi quay hoài luôn hả? Ừ, qua là quay năm lên mà quay hoài luôn. Quay thì quay đầu quay đuôi luôn chứ. Ờ quay hoài luôn. Có đuôi. Bây giờ bữa nay nó bỏ qua nữa đỡ đó. Chết rồi, chết rồi. Chịu đi. Nhận rồi, cái này là bổn phận đi quay đi. Đi hoài. Quay 12 giờ. Đi ăn uống gì thôi. Đi mấy cậu đi với chị này nó dụng nó dụng nó đi quay luôn nè. Nè Phượng đôi dép gì đây đẹp Phượng. Rồi là giờ là đi bới tóc đúng không? Đi bới tóc rồi mặc áo dài là về luôn đúng không? Đi make up. Rồi anh Tấn chở chị Hà đi đi. Chạy xuống đây ghe chợ nè, dưới đây. Lái xe chở chị Hà đi bới tóc. Rồi xuống dưới đó là coi như cạo râu cạo đồ luôn. Thử đồ đi ha, để đồ đi ha. Thử con rồi. Không? Xuống dưới đó là chạy xịt keo trên đồ luôn anh á. Cạo luôn đầu luôn. Con kêu anh đi đúng không hả vậy? Được dạ, cạo đầu luôn nha. Được dạ, cạo đầu luôn. Lo chạy đâu có tiêu rồi chạy. Rồi thì nhóm anh em cùng xin tạm dừng cái video đây nha quý vị. Hẹn tất cả quý vị vào những cái video tiếp theo của trong nhóm anh em tụi em á. Đi mua đồ thì những anh cũng tổng kết tiền lại cho quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân cũng như là anh Tấn biết cái phần tiền. Thì đầu tiên á, cái phần tiền quần áo là chị Trinh Lê Cali hỗ trợ với cái số tiền 1,5 triệu. Mà tổng cái phần quần áo này kia nọ thì nó vô là khoảng 1,8 triệu cộng với 600 cộng với bỏ bông là 700 đúng không? Là đồ đạc quần áo là anh mua hết 700 ngàn. 700 ngàn thì 1,5 triệu trừ cho 700 là còn 800, thì em sẽ gửi anh Tấn 800 anh giữ giúp em này. Đây nè, 700 đúng không? 900 đây, anh giữ giúp em 900 nè ha. 900 là anh nợ em 100 ha. Rồi, cái vấn đề cái phần vàng là tổng chi là 1,150,000 là của chú Mạnh Thường Quân là Tiến Phan ở Mỹ hỗ trợ cho mình ha. Rồi cái phần đó thì em sẽ nói chuyện trực tiếp với chú Tiến Phan ha. Rồi là tổng cái đồ đạc này kia nào mua cho anh Tấn ngày hôm nay là của hai vị Mạnh Thường Quân hỗ trợ là chị Trinh Lê ở Mỹ và chú Tiến Phan cũng ở Mỹ luôn. Rồi anh có lời gì gửi tới cô chú không? Trước hết cảm ơn chị Trinh Lê và Tiến Phan rất là nhiều và cảm ơn những món quà rất là cao quý trong buổi ngày vui của em. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Mà anh Tấn anh có thể là chia sẻ sao mà anh lại chọn cái cặp nhẫn có 1,150,000 không anh Tấn? Nói chung là cũng khổ rồi mình để cái mình cái nhẫn cưới đó mình đâu có để mình bán được, nhưng mà mình để cái cho là có cái hạnh phúc thôi, thì còn cái số tiền dư đó để mình làm cái mình tạo dựng cái cuộc sống chứ đắp vô đó thì bây giờ mình cũng chưa có công việc rồi cái dư ra số tiền để mà chúng mình được mình làm những công việc hay hơn. Dạ. Rồi đó là lời tâm sự chia sẻ của bên phía anh Tấn nha cả nhà. Thì tới đây thì lúc 2 giờ thì sẽ có một cái buổi tiệc ra mắt. Thì mong là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hay là những cái người gần kề bên có thể là tới là chung vui với anh Tấn ha.
Dạ. Cảm ơn dạ. Rồi em sẽ kết thúc đoạn video tại đây ha anh ha. Rồi chào anh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào những video tiếp theo của nhóm anh em tụi em ha.